A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Khi con nghe bài giảng của thầy lần thứ hai về kinh Địa Tạng, có một câu chuyện về một vị thần tự xưng là cấp dưới của Đức Thánh Tản, có báo mộng cho một gia đình, giả dạng người thân muốn xây miếu cho riêng mình để nhận sự tôn thờ. Sau đó con cũng nghĩ về những vụ việc mà thế giới quỷ, thần, ma có tác động đến ảnh hưởng thế giới của con người. Như vậy, những ảnh hưởng của thế giới kia đến con người có chịu tác động của nhân quả hay không? Ý con là những vị thần dùng thần lực của mình mà ban phúc giáng họa, vậy có phải chịu quả báo của nhân quả hay không? Nếu một người lẽ ra không phải chịu đau khổ, mất mát, nhưng mà lại phải chịu bùa ngải, hay giống như những người nuôi búp bê quỷ để giáng họa cho người kia như vậy, thì họa ấy từ đâu mà đến? Thế giới quỷ thần cũng có những vị thần lực rất lớn. Nếu họ có thể dùng thần lực của mình làm nhiều việc ảnh hưởng cõi người như vậy, thì liệu có chuyện bỗng nhiên một ngày nào đó tự dưng gặp đủ chuyện không hay không, thưa thầy? Và có cách gì để không bị vướng vào không ạ? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con khỏi những băn khoăn này. Con xin tri ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Có thể nói là một câu hỏi về tâm linh cũng khá là sâu sắc. Qua câu hỏi, chúng ta thấy Phật tử nói rằng có nghe giảng kinh Địa Tạng lần thứ hai của thầy, có kể về một câu chuyện. Thầy cũng nhớ là có một lần giảng kinh Địa Tạng lần thứ hai, thầy có kể về cái câu chuyện này. Vắn tắt là bác giám đốc vườn quốc gia Ba Vì lên lễ Phật ở chùa Tản Viên có kể với thầy câu chuyện này. Xảy ra là có một vị thần, họ đứng lên, họ nhập vào một vài người đi tìm mộ người thân là liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp, và liệt sĩ ấy đã hy sinh ở tại núi Ba Vì, và hài cốt của liệt sĩ ấy hiện lúc đó đang được chôn cất ở tại núi Ba Vì, và nhờ nhà ngoại cảm, tức là nhờ chỗ nhà ngoại cảm như là chỗ cô Hằng đó, cô ấy giúp hộ, ở chỗ Bắc Liên đó, giúp hộ. Thì cái vị thần đó thì tự xưng là cấp dưới của Đức Thánh Tản. Thế cái vị thần đó xưng như vậy, và họ nói ra những cái vị trí của ngôi mộ vân vân, và diễn tả rất là chính xác, rất là đúng đến từng ly từng tí luôn, đứng tới cả cái dáng của cái cây như thế nào, và cái cây ấy mọc ra sao, dưới gốc cây ấy như thế nào, vân vân. Câu chuyện đó tôi đã kể rồi, các quý vị có thể xem lại.
Và Phật tử này có thắc mắc, từ đó và có thắc mắc, ta nghĩ rằng qua những cái việc như thế thì thế giới quỷ thần và ma mị có tác động ảnh hưởng đến thế giới của con người. Như vậy thì thế giới của con người có bị tác động như vậy á, thì thế giới quỷ thần á, họ giống như là người ban phúc giáng họa như vậy, họ có bị nhân quả không? Xin thưa các quý vị, nhân quả mà Đức Phật tuyên thuyết nó xuyên suốt ba đời, không phải là do Đức Phật tạo ra nhân quả, cũng chẳng phải là do một vị thánh, vị thần nào ở trong tam giới này tạo ra nhân quả, mà nhân quả vốn xưa nay nó thường hằng như vậy, nó chi phối tất cả chúng hữu tình và vô tình ở thế gian. Nó chi phối tất cả, cho dù đó là vị thần, vị thánh chưa xuất ly tam giới, nhấn đến những chúng sinh nhỏ bé đều bị sự chi phối của nhân quả. Trừ bậc thánh xuất thế gian, chứng quả vị A-la-hán trở lên, nhấn đến Bích Chi Phật và Bồ Tát thất địa trở lên, cho đến thành Phật thì mới không chịu sự chi phối của nhân quả, tức là không bị nhân quả gì nó chi phối các ngài nữa, mà các ngài gì? Các ngài nắm được quy luật nhân quả và các ngài gì? Thuận theo nhân quả và chỉ làm những việc tốt, đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho nhân loại. Vì vậy cái nhân của các bậc thánh xuất thế gian, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật chỉ là những nhân gì? Nhân thiện. Vì chỉ gieo những nhân thiện cho nên không có những quả báo ác, và không còn bị cái sự đau khổ chi phối nữa, không còn bị sự sinh tử luân hồi chi phối nữa. Trừ các ngài gì? Phát đại nguyện, cưỡi thuyền từ để vào trong tam đồ lục đạo, thị hiện giáo hóa độ sinh. Gọi là mình giống như là diễn viên đóng phim vậy, vui buồn hay là khổ khóc ở trong bộ phim nó chỉ là gì? Là giả cảnh mà thôi. Thì cái sự cưỡi thuyền từ vào trong tam đồ lục đạo để giáo hóa độ sinh, thì hiện ra muôn loại thân hình tướng trạng để dùng công đức trí tuệ và lòng từ bi vô ngã vị tha của mình để giáo hóa độ sinh ra, thì các ngài không còn bị chi phối bởi nhân quả khổ đau như chúng sinh còn đang chìm đắm ở trong màn vô minh tăm tối như chúng ta nữa. Còn quý thần nhấn đến chư thiên ở trong cõi dục, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc giới, Đức Phật nói là vẫn chịu sự chi phối của nhân quả. Chúng ta biết là chư thiên sinh lên cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ là cõi trời cao nhất, có thọ mạng dài lâu nhất, đó là 80 vạn đại kiếp. Mà kiếp ở đây là tính bằng kiếp thạch chứ không phải là kiếp sống
100 năm như chúng ta, 70-80 năm như chúng ta này. Kiếp ở đây dịch ra tiếng Phạm gọi là gì? Là A Tăng Kỳ Kiếp, hay còn gọi là Đại Kiếp, hay còn gọi là Kiếp Thạch. Thầy giảng về Kiếp Thạch rất nhiều rồi. Đó mà chúng chư thiên ở trên cõi trời cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, ở vô sắc giới thiên, tức là cõi vô sắc, thọ 80 vạn đại kiếp. Nhưng Đức Phật nói hưởng hết thọ mạng ấy, chúng chư thiên ở cõi trời ấy vẫn có thể bị đọa xuống nhân gian như thường. Mà đọa xuống nhân gian thì vẫn có thể gì? Đọa sâu vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường. Cho nên có thể khẳng định rằng các vị thần, các vị thánh, thậm chí là chư thiên cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nếu không tu nhân tích đức, không chỉ trai giữ giới hành thiện, không tu tập chính đạo để hướng đến thánh quả vô sinh, thì vẫn bị nhân quả chi phối như thường vậy. Anh gieo nhân nào, anh phải gặt quả đó.